Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình đang có trên tay là chiếc Realme C35, một sản phẩm rất là mới của Realme và đang được bán độc quyền tại Thế Động các bạn nha. Sản phẩm mình đang muốn độc quyền tại Thế Động. Đây, Realme C35 thì hộp cũng giống như những chiếc Realme trước đó là màu vàng các bạn ha. Rồi, phía sau này thì những cái thông số kỹ thuật cơ bản. Đây chúng ta sẽ dễ nhận thấy được là camera là 50 megapixel ha. Và mỏng 8.1, pin 5000. Rồi, email và thông số kỹ thuật. Rồi, chúng ta đập hộp Realme C35 này ha. Rồi, trên máy ở đây thì chúng ta sẽ có ve chặt sim các bạn ha, sách hướng dẫn. Rồi, đây sản phẩm chính của chúng ta, có máy màu xanh ha. Rồi, phụ kiện đi kèm theo. Ở đây chúng ta sẽ có củ sạc. Cáp sạc Pepsi, không có tai nghe các bạn ha. Rồi, tiến hành đi vào sản phẩm chính xem có gì đặc biệt không bạn ha. Rồi, bọc siêu. Rồi, máy thì mình đã thiết lập sẵn rồi các bạn ha. Rồi, đây mình đang có trong tay đây là chiếc máy màu xanh. Wow, quá đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn mặt lưng nè, thiết kế rất là bóng luôn. Khi bạn nghiêng sẽ phản chiếu ánh sáng, rất là đẹp luôn. Rồi từ camera ha. Wow, khủng, quá đẹp. Wow, đập vào mắt ta. Đầu tiên thì đi vào màn hình. Ở đây chúng ta sẽ có màn hình với độ rộng là 6,6 inch các bạn. IPS LCD ha, Full HD LED. Với tỷ lệ hiển thị là 90,7% các bạn. Độ sáng màn hình là 600 nit ha. Về camera thì chúng ta ở đây sẽ có cụm 3 camera với phía sau. Với camera chính ở đây là 50 megapixel, khẩu độ là f1.8 các bạn. Camera một ống kính để chụp góc siêu cận. Với khẩu độ là f2.4 ha. Và một cái ống kính để chúng ta chụp chân dung, với các bạn là chụp shot phong á. Với khẩu độ là f2.8 các bạn. Và ở đây là đèn led nha. Cộng 3 camera này sẽ được nằm trên một cái thiết kế một khung viền ở đây. Rồi về camera phía trước, chúng ta sẽ có camera với độ phân giải ở đây là 8 megapixel các bạn. 8 megapixel với độ phân giải phía trước ha. Thì với camera phía sau này thì chúng ta sẽ có những tính năng như chúng ta sẽ chụp AI trên camera ha. Chụp chế độ night mode, bộ lọc màu nè, chụp chuyên nghiệp. Và nó sẽ có được trang bị là Google Lens trên cái chiếc camera này luôn các bạn ha. Chế độ HDR làm đẹp, nhận diện khuôn mặt, chụp siêu cận, chụp toàn cảnh, tua nhanh thời gian và chụp shot phong các bạn ha. Rồi, camera phía trước với độ phân giải là 8 megapixel này thì chúng ta sẽ có những tính năng chụp như HDR nè, làm đẹp nè, nhận diện khuôn mặt nè, quay video HD và shot phong được chính trên camera trước này luôn các bạn nha. Quá im. Rồi, Realme C35 này sẽ được trang bị là Android 11 với con chip là Unisoc T6168 nhân các bạn ha. RAM 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái viên pin là 5000mAh ha, và hỗ trợ sạc nhanh cho các bạn sạc nhanh được tới 18W các bạn ha, với cổng sạc là Type-C. Về tiện ích thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ có trên Realme C35 này chúng ta sẽ có là mở khóa bằng khuôn mặt và mở khóa bằng vân tay bên cạnh viền các bạn. Vân tay ở đây ha, ta sẽ được thiết kế vân tay ở đây, nó sẽ lõm vào trong ở đây, và hoặc là mở khóa bằng khuôn mặt. Về thiết kế thì ở đây chúng ta sẽ thiết kế thế bằng khung và mặt lưng này bằng nhựa, khung các bạn và mặt lưng này bằng nhựa. Nhưng mà rất là đẹp luôn, mình nhìn vô rất là đẹp chiếc máy này luôn. Dù là nó bằng nhựa ha, nhưng mà thiết kế rất là đẹp các bạn. Con này thì nó rất là mỏng, nó chỉ mỏng là 8,1mm thôi. Có thể là chiếc điện thoại mỏng và nhẹ nhất trong dòng C của Realme các bạn ha. Cho chúng ta cảm giác là cầm nắm rất là thoải mái luôn và mượt trên chiếc máy này.
Thì nói chung Realme C35 này đang được bán với giá là 3.990.000 tại Thế Giới Di Động các bạn. 3.990.000 với một chiếc máy thiết kế rất là đẹp luôn, rất là bắt mắt, có thể là nói chung là trong tầm giá này ăn đứt cái hãng còn lại luôn các bạn. Quá đẹp, các bạn thấy rất đẹp không? Mặt lưng mặc dù bằng nhựa ha, nhưng mà thiết kế rất là đẹp luôn. Đây, thiết kế viền vuông nè các bạn, cảm giác cầm rất là đã tay luôn các bạn. Quá đẹp luôn. Rồi, Realme C35 này thì nó sẽ có hai màu các bạn, một chiếc máy màu xanh như mình đang cầm trên tay đây, và nó sẽ có thêm một chiếc máy màu đen. Đây, màu đen các bạn, màu xanh và màu đen đều rất là đẹp luôn. Quá đẹp. Realme ra một dòng sản phẩm giá tầm trung, thiết kế rất là đẹp luôn các bạn. Và camera độ phân giải cao nữa ha. Hiện tại con này các bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất các bạn nha. Với giá là 3.990. Rồi, thì mình vừa giới thiệu cho các bạn về chiếc máy Realme C35, một chiếc máy đang được bán độc quyền tại Thế Động các bạn ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn là sao. Bye bye. Đẹp quá.